Trong một buổi chiếu phim, lúc đầu số khán giả nữ chiếm 55%, sau đó thì có thêm một đoàn 50 khán giả nữ vào rạp, nên số khán giả nữ chiếm 60%. Hỏi cuối cùng, trong rạp có bao nhiêu khán giả nữ, bao nhiêu khán giả nam? Trong cái buổi chiếu phim này thì số khán giả nữ là thay đổi, còn số khán giả nam thì không thay đổi. Vì vậy chúng ta sẽ đi biểu diễn cái số khán giả nam, cái đại lượng không đổi đó bằng một cái đoạn thẳng. Đây là số khán giả nam. Chúng ta có thể ký hiệu là viết tắt là nam cũng được nhé. Thế thì lúc đầu nữ chiếm 55% có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả tổng cộng số khán giả là 100 phần thì nữ 55 phần. Như vậy chúng ta có thể suy ra còn lại là nam sẽ là 100 mà trừ đi 55 bằng 45 phần. Hay ta nói là nam chiếm 45%. Thế thì để so sánh với cái không đổi là nam thì ta thấy là nữ, số khán giả nữ so với nam sẽ bằng 55 phần 45 số khán giả nam. Hay là rút gọn chúng ta được 11 phần 9 số khán giả nam. Có nghĩa là nếu như mà số khán giả nam được chia thành 9 phần bằng nhau thì số khán giả nữ sẽ là 11 phần như thế. Chúng ta sẽ biểu diễn số khán giả nữ bằng cái đoạn thẳng bằng 11 phần 9. Đây là 11 phần 9 của số khán giả nam. Bây giờ sau khi mà nữ có thêm 50 người nữa thì số khán giả nữ chiếm 60%. Có nghĩa là tổng số khán giả là 100 phần thì nữ chiếm 60 phần. Tức là khi đó nam sẽ còn lại là 100 trừ đi 60 bằng 40%. Bây giờ cái tỷ số của khán giả nữ so với nam sẽ bằng là 60 phần 40. Và rút gọn thì chúng ta được 3 phần 2 số khán giả nam. Vậy thì ta đi biểu diễn số khán giả nữ là một đoạn bằng 3 phần 2 số khán giả nam. 3 phần 2 số khán giả nam. Đấy. Và như vậy cái đoạn này nó biểu diễn 50 người tăng thêm 50 người. Để đi tìm số khán giả nam không đổi thì chúng ta sẽ phải đi tìm xem 50 người này nó tương ứng với bao nhiêu phần của số khán giả nam. Tức là chúng ta sẽ đi tìm cái phân số chỉ 50 người. Phân số chỉ 50 người. Để đi tìm cái phân số này thì ta sẽ lấy 3 phần 2 số khán giả nam mà trừ đi 11 phần 9 số khán giả nam. 3 phần 2 trừ đi 11 phần 9 thì sẽ bằng 27 trừ 22 là 5 phần 18 số khán giả nam. Thế điều đó có nghĩa là nếu ta chia số khán giả nam thành 18 phần bằng nhau thì 50 người sẽ chiếm 5 phần như thế. Vậy thì để tìm được số khán giả nam, ta lấy 50 người chia cho 5 phần để được 1 phần, rồi nhân với 18 phần để được số khán giả nam. Số khán giả nam sẽ là 50 mà chia cho 5 rồi nhân với 18. Ta được 180 đơn vị là người. Thế số khán giả nữ để đi tìm số khán giả nữ thì ta dựa vào ở đây ta chú ý là cuối cùng nhá. Như vậy nữ sẽ bằng 3 phần 2 số khán giả nam. Vậy ta lấy số nam chia cho 2 phần nhân 3 phần. 180 chia cho 2 phần nhân 3 phần bằng 90 nhân 3 270 người. Như vậy đáp số là nam 180 người, còn nữ là 270 người.